Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Hà Thu cùng Khẩu vị ngôi sao đã mời đến đây một chàng diễn viên điển trai rất là tài năng. Xin giới thiệu diễn viên Thanh Thức. Chào dạ, Hà Thu. Dạ chào anh. Thưa quý vì một người anh rất là thân thiết với Hà Thu. Vì sao anh ở trong là em đã giới thiệu là nam diễn viên điển trai đa tài. Quý vị biết sao đa tài ông không chỉ là diễn giỏi mà anh ấy còn hát rất là hay. Bây giờ để gửi một lời chào đến quý vị khán giả của Khẩu vị ngôi sao, mình vô một câu bolero thiệt ngọt tặng quý vị khán giả nè anh. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao thu ngày. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Sao mà ở lại? Dạ em ngại, hát tiếp đi anh. Kể chuyện tha phương, chưa lần phải nhớ thương. Trời ơi, hay quá. Nhưng mà có ở lại không? Ở lại, mời vô phòng khách nói chuyện thôi nè. Okay. Dạ, mời anh. Thưa quý vị, một người anh rất là thân thiết đối với Hà Thu, ở chung tòa nhà luôn. Bí kíp giữ sắc đẹp của anh ấy là vóc dáng chuẩn như thế này á, là chạy bộ rất nhiều để mà giữ được cái body như vậy. Nhưng mà ăn uống á thì lúc nào cũng rủ Hà Thu đi ăn hàng hết á, tại ở nhà chắc lười nấu anh hả? Sở thích thì rất là thích ăn uống, nhưng mà ăn xong thì cảm thấy hối hận. Vì là phải chạy tiếp đó đúng không? Ăn xong là phải chạy. Nói chung là mình phải ăn cái gì đó, những cái gì mình thích. Nói chung mình không có kiêng cữ nhiều thì cuộc sống nó không còn gì thú vị hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải thường xuyên tập thể dục để có thể tập xong có sức khỏe rồi mới ăn được. Ăn nhiều cho đã đúng không? Vì mình tập rồi, mình đẹp rồi, mình đâu ngại gì nữa đâu, mình phải ăn. Thì anh có những cái khẩu vị gì đặc biệt, ví dụ như những cái món gì mà anh không ăn được, hay là những cái gì mà anh cực kỳ thích ăn không? Chia sẻ với quý vị khán giả chút nè. Món thích nhiều lắm. Thích là nhiều lắm. Nhưng mà món ngon không thích là món không thích hình như là không có. Tại vì sở thích anh là thích ăn uống dữ lắm. Em thấy anh thường xuyên là đi ăn ngoài á, thì mình có biết nấu ăn không, hay là mình có hay ở nhà nấu những món mình thích để mình tự thưởng cho bản thân mình không? Do đặc thù công việc thì anh phải ăn ở ngoài nhiều, nhưng mà cái sở thích của anh là lúc nào cũng ăn cơm với gia đình hết. Có thời gian là anh sẽ ở nhà nấu nướng những món mình ăn. Đó, nhưng mà hôm nay anh đến với Khẩu vị ngôi sao thì anh không cần phải nấu. Lát anh chỉ mời em ăn ké là được rồi. Đã quá vậy. Bây giờ chương trình sẽ có hai vị đầu bếp đặc biệt là hai fan hâm mộ của anh đến đây để nấu cho anh hai món mà anh đang muốn thưởng thức trong ngày hôm nay. Hai món là kiềm dữ lắm á, đúng ra bình thường là phải ghi 20 món mới đủ nha. Em có ăn được không? Em coi. Wow, thơm thiệt. Thơm không? Và bây giờ chúng ta cùng chào đón ra đây hai bạn fan hâm mộ của anh đến đây để thực hiện hai món ăn này cho anh em mình ăn. Anh ăn còn em ăn ké. Mời hai bạn, bạn Anh Duy và bạn Hoàng Hà. Dạ, xin chào. Chào hai bạn. Trời ơi, fan hâm mộ mà xinh như thế này. Ủa, thì anh biết tính hình 3 giây cái. Bạn giới thiệu sơ qua về bản thân mình nha. Em chào chị Hà Thu, chào anh Thanh Thức và chào khán giả truyền hình ạ. Em tên là Lê Anh Duy, hiện tại công việc chính của em là kinh doanh tự do. Tên gì mà nữ tính quá vậy? Bởi vì em phụ trách cái nhiệm vụ là con trai trong gia đình ạ. Ở nhà không có con trai. Rồi, giờ bạn giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Em xin chào chị Hà Thu, anh Thanh Thức và khán giả truyền hình. Em tên là Hoàng Hà, hiện em đang là tiếp viên hàng không. Bạn đang là tiếp viên hàng không mà bước ra tôi tưởng là người mẫu không đó. Đúng cao, rồi. Xinh anh đẹp. Anh cũng tưởng là người mẫu không á. Và lý do mà đưa Hoàng Hà đến với Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay có phải là anh Thanh Thức không ta? Dạ. Dạ, em có xem một vài bộ phim của ảnh. Cảm ơn em. Còn anh Duy thì mình có dành nhiều thời gian đi nấu nướng không? Có những lúc rảnh rỗi thì vào bếp nấu ăn. Nhờ đó mình mới thấy là nấu ăn cũng thú vị. Và mình lúc đó mới cảm thấy thích nấu ăn hơn . Nhưng mà đến với Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay thì trước khi mà đến với việc là được nấu ăn cho thần tượng ăn á, thì không có dễ dàng, phải trải qua một giai đoạn gồm hai câu hỏi và một thử thách. Dạ. Nếu mà ai giành chiến thắng từng câu hỏi hoặc là từng thử thách thì chúng ta sẽ lần lượt mở những ô khóa ở trên màn hình ra. Đó, gồm có 3 từ khóa liên quan đến diễn viên Thanh Thức. Nếu ai mở được nhiều từ khóa hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng trong phần đầu tiên này và giành quyền chọn một trong hai món ăn mà anh Thanh Thức đã order ở đây. Rồi, các bạn đã sẵn sàng để bước vào câu hỏi đầu tiên chưa? Dạ, sẵn sàng. Dạ. Mà hai bạn cầm bảng lên nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên khá là đơn giản nè, hai bạn tập trung nha. Câu hỏi là con gì cũng họ nhà cua, thêm 3 dấu gạch, tên cua hỏng còn. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, mời hai bạn giơ bảng ra ngoài nè. Em ngồi gần anh Thức, em không nghĩ được gì. Em ngồi gần anh Thức, em không nghĩ được gì. Dạ. Em có muốn ngồi gần chị không em? Đáp án của Hà là tôm. Dạ, em đi đại chị. Đáp án của Duy là ghẹ.
thêm 3 dấu gạch, nó là con 3 khía. Cho nên là không có bạn nào giành chiến thắng trong câu hỏi này hết. Bây giờ Hà Thu sẽ đưa thêm một chút thông tin về con 3 khía này nha. 3 khía sinh sống nhiều nhất ở vùng bãi bùn, nước lợ miệt Cà Mau, Bạc Liêu. Ba khía là một loài họ cua có càng to, là loại còng biển do trên lưng có 3 gạch khía nên gọi tên là ba khía. Kích thước nhỏ, gạch nhiều, thịt chắc. Ba khía ngon nhất là loại đang ôm trứng. Ba khía thường được dùng làm mắm. Đây có thể nói là món ăn đặc trưng của miền Tây và không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Câu hỏi đầu tiên không ai giành được chiến thắng cả, cho nên là anh Thanh Thức, anh giúp và hai bạn mở ra một từ khóa đầu tiên nha. Anh chọn từ khóa số mấy? Anh chọn từ khóa số 2 đi. Số 2. Xin mời từ khóa số 2. Chuyên gia săn bắt. Ủa, anh săn cái gì anh Thức? Hồi nhỏ anh là đi học về là thay đồ, cái là chạy ù ra ngoài đồng là bắt cá, bắt cua, bắt các thứ rồi lên rồi nướng ở tại ngoài cái đồng ăn có anh. Ôi, dễ thương lắm á. Mà bắt rất là hay, tay không còn bắt được tôm cá rất là nhiều, săn bắt rất giỏi, cho nên được biệt danh là chuyên gia săn bắt. Và ô số 2, anh Thức vừa mở thì từ khóa này có một cái huy hiệu thần bếp. Huy hiệu thần bếp này nếu mà ai mở được thì sẽ giành quyền trợ giúp của anh Thanh Thức trong phần nấu nướng. Nhưng mà vì anh Thanh Thức mở giúp hai bạn cho nên là hai bạn mất quyền đó rồi. Dạ. Vậy chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2 ha. Dạ vâng. Một loại trái cây không mọc từng trái đơn lẻ, khi sống màu xanh, lúc chín màu vàng, bên trong có hạt mọc ở trong rừng. Và câu hỏi đây là trái gì? 3, 2, 1, mời giơ bảng. Dâu da, chuối. Trái dâu da là trái gì hả Hà? Cái trái mà nó chùm nó màu xanh xong rồi chín nó thành màu vàng chị, giống như trái bồng bon á chị, mà nó phải chua chua ngọt ngọt á. Dâu da là đáp án. Là sao, em đang hy vọng đáp án của em đúng đó hả? Vâng ạ, à, em đã bị mất cái kia rồi, bây giờ em vẫn muốn được cái gì đó chứ chị. Đáp án của em đúng đó, nhưng mà thiếu, đáp án là chuối hột rừng. Chị có tính không? Không tính được, tại câu hỏi là phải ở trong rừng. Thêm một số thông tin về chuối hột rừng, vốn không xa lạ với các tỉnh miền núi bởi là một loại cây dễ trồng. Đây cũng là loại thực vật rất có giá trị về mặt dược liệu, mang đến tác dụng kích thích tiêu hóa, bài trừ sỏi thận, tăng cường thanh lọc cơ thể. Câu trả lời tiếp theo hai bạn cũng không giành được chiến thắng rồi và lại phải tiếp tục nhờ anh Thanh Thức lật mở một từ khóa tiếp theo nha. Số 1 luôn. Xin mời từ khóa số 1. Sát thủ. Trời ơi, nghe nó trừu tượng quá Thức. Anh thích ăn hải sản, thích ăn cua ghẹ các thứ, nhưng mà anh ăn rất là nhiều mà rất là nhanh. Bạn bè với anh đi ăn là không ai ăn lại, cho nên do đó mỗi lần đi ăn ai cũng đặt danh một cái biệt danh là sát thủ. Diệt sát thủ ăn. Diệt mồi. Đúng rồi, sát thủ diệt mồi. Diệt mồi. Cái sát thủ diệt mồi thì được, tại mình ăn mà cho có sức khỏe, cho có chất dinh dưỡng để mình làm việc thôi, có sao đâu đúng không? Kết thúc hai câu hỏi, hai bạn đang hòa tỷ số là không đều. Yeah. Bây giờ chúng ta đến với một thử thách cuối cùng để tìm ra người chiến thắng nha. Vâng, thưa quý vị, bây giờ hai bạn nữ đã rất sẵn sàng để tham gia thử thách của chúng ta, rất là quyết tâm để giành chiến thắng đúng không? Nhưng mà không đơn giản đâu. Đó, phần thử thách của chúng ta sẽ là dùng hai chiếc đũa như thế này, nhưng mà chỉ cầm được cái phần này thôi à. Dạ. Chúng ta không có cầm được hết như vậy đâu. Mình không được lấn quá cái vạch này, gấp sao đó. Đó, cái này không phải là việc của MC, đây là việc của hai bạn. Đó, gấp sao đó cho có cái tắc ở trong đó. Xong mình đi dít dắt qua những cái ô trống này và mình bỏ vào dĩa đây. Dạ vâng. Đó, sau 3 phút ai có nhiều trái tắc ở trong dĩa hơn thì người đó giành chiến thắng. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Anh biết cái trò này tại sao phải làm gì đó. Trời ơi. Đó. Hay gì? Cần phải có sức khỏe và sự khéo léo nữa. Ủa anh Thức, nãy em không gấp được chút nào, em xấu hổ quá, em phải bỏ đũa xuống anh Thức. Dạ, biết cái bộ nấu ăn của em mới Thu. Em nấu ăn ngon lắm nha. Đó. Người ta nấu ăn kìa, người ta khéo léo không? Ồ, hay thiệt luôn á. Nãy em cầm em không gấp được vì nó trơn á. Ai cũng giỏi. Trời ơi. Hôm nay anh số hưởng rồi, Rồi hai bạn khéo quá à. Sao có thể gấp dễ dàng như vậy? Rồi tỷ số đang đều 1-1. 4-4. Đúng là phụ nữ khéo léo ha. Khéo thiệt. Gấp sao như vậy mà. Anh đừng nói. Cho em chết. Anh che rồi đúng không? Con đi. Wow, hay quá. Trời ơi. Hết rồi. Khéo quá, trời sao gấp hay vậy trời. Wow. Anh Thức phụ em đếm kết quả với okay. Hai bạn nha. Nếu giúp em xem được mấy trái nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trái. Thôi với bạn Hoàng Hà, còn mấy này. Của Duy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 chai. Gần bằng luôn á. Rồi, mời hai bạn trở về phòng khách nha. Một quả tắc đã mang về chiến thắng cho Hoàng Hà. Với phần chiến thắng đó thì Hoàng Hà có quyền được mở một từ khóa cuối cùng. Giờ hết lựa chọn rồi. Mở từ khóa số 3 ha. Dạ vâng. Xin mời từ khóa số 3. Thói quen kỳ lạ. Đúng rồi, thói quen của anh kỳ lạ, mâu thuẫn lắm. Ham ăn nhưng mà lại không thích béo phì. Ăn thì rất nhiều nhưng mà cũng tập rất nhiều. Mỗi lần mà ăn xong là cảm thấy mình rai rứt lắm. Lúc nào cũng phải tập để mình đốt hết cái năng lượng đó. Không, anh thấy cái đó có gì kỳ lạ đâu. Cái đó là một thói quen tốt mà ăn xong không tập mới kỳ á anh. Cái ý của anh là muốn truyền tải cho mọi người là mình phải ăn nhưng mà mình cũng phải thường xuyên năng động tập thể dục lên để chúng ta có một sức khỏe tốt và một vóc dáng đẹp hơn. Đó, thói quen kỳ lạ nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe, đó là ăn những món mình thích, sau đó tập thể dục thì chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và cân đối, đúng không anh? Phần chiến thắng vừa rồi mang về cho bạn một cái quyền rất là to lớn, đó là quyền được chọn món. Dạ. Còn hai món ăn mà anh thức đã order ở đây. Hai món ăn đó là bún riêu cua và hủ tiếu Mỹ Tho. Món nào là sở trường của mình nè? Dạ, chắc em sẽ chọn bún riêu cua. Bún riêu cua khó lắm á. Tại vì mẹ em cũng hay nấu buổi trưa món bún riêu cho nhà em ăn á, cho nên em cũng biết nấu. Xin mời bạn, món bún riêu cua thuộc về bạn. Rồi. Còn món hủ tiếu Mỹ Tho, anh Duy có biết làm không? Thôi thì mình khẩu vị miền Tây thích sao làm vậy. Vậy mình làm sao ngon là được ha. Vâng ạ. Rồi, với sự chiến thắng trong phần 1 của chương trình thì Hoàng Hà còn có thêm một ưu tiên nữa, đó là ưu tiên chọn hai bên của bếp, là có bếp trái và bếp phải. Thì Hà chọn bên nào nè? Chắc em sẽ chọn bên trái ạ. Vậy thì phần bếp phải sẽ thuộc về anh Duy. Vâng ạ. Và bây giờ để tiếp tục đến với phần 2 của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao, thì mời anh Thanh Thức cùng hai bạn chúng ta di chuyển vào gian bếp của khẩu vị ngôi sao để chúng ta bắt đầu phần 2 nha. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với gian bếp của khẩu vị ngôi sao. Và hai bạn của chúng ta đang sẵn sàng rồi đúng không? Dạ. Với phần chiến thắng ở phần 1 của chương trình thì Hoàng Hà đã giành quyền được chọn bếp, gian bếp bên trái đúng không? Dạ. Thì gian bếp bên trái có một sự ưu tiên đặc biệt, đó là vừa được nấu ăn vừa được ngồi trên ghế massage. Wow, thích quá. Chắc là món ăn sẽ ngon lắm đi. Còn bên này, bếp phải của chúng ta thì bạn sẽ phải vừa nấu ăn vừa trượt một chút trong một cái bể trơn này đúng không? Chắc cũng không làm khó mình đâu ha, mình cẩn thận chút xíu là được mà không? Dạ. Ngoài hai cái phần ưu tiên cũng như thử thách nhỏ nhỏ này thì chúng ta có một vài thử thách cho khách mời Thanh Thức của chúng ta. Đó là một vài nguyên liệu ở đây sẽ có những cái thử thách mà các bạn cần sự trợ giúp của anh. Anh phải vượt qua các cái thử thách đó thì các bạn mới được sử dụng các nguyên liệu đó để nấu ăn. Cho nên là không có những nguyên liệu đó là không nấu được. Dạ, hy vọng anh sẽ giúp trọn vẹn để cho mấy bạn có một món ăn thật là hoàn hảo. Rồi, bây giờ mời anh qua phòng khách của chương trình để chúng ta cùng nhường gian bếp lại cho hai bạn nấu ăn nha. Rồi. Dạ, mời anh. Anh Thanh Thức ơi, dạo này thì công việc đi phim cũng như là ca hát của mình thì có bận rộn lắm không anh? Anh cũng có một số dự án mới, với lại sắp tới thì cũng vô dự án phim khá là quan trọng. Lại vô vai sói ca hay sao? Vai này không sói ca đâu, vai này gai góc một chút. Em xin lỗi, mình có thể thực hiện giùm em một thử thách để em lấy nguyên liệu được không ạ? Em giúp chị đọc to cái thử thách đó lên nha. Thử thách của anh là bịt mắt và hái xuống được 3 loại trái cây theo yêu cầu của MC trên một thanh sàn cao ạ. Trời ơi, đơn giản đó anh, trước mặt anh một dãy các loại trái cây. Và bây giờ mời anh đứng dậy, em sẽ nhờ anh lấy giúp em trái chanh. Trái chanh. Không được đụng tay nha. Phải dùng gương mặt điển trai của anh để tìm ra được trái chanh. Anh lấy cái gương mặt điển trai của anh đụng đi. Đó, đó, chạm và cảm nhận đi anh. Đây, đụng trái nè, đụng trái nè. Rồi, cứ mềm. Mềm mềm hả? Chanh không mềm nha, chanh cứng lắm á. Rồi rồi, đất này trái chanh, cái mùi chanh nè. Có mùi chanh này hả? Rồi, chính xác. Rồi, trái yeah. Đầu tiên. Trái thứ hai là trái táo. Trái táo, cái này không phải trái táo. Cái mùi trái mùi ớt. Không phải táo đúng không? Anh cắn được không? Anh cắn được, anh cứ cắn để cảm nhận xem vị nó như thế nào. Có mùi táo. Chắc đúng không? Rồi, mời anh lấy ra. Chính xác, yeah. Trái táo. Trái cuối cùng ha, dưa leo. Dưa leo. Dạ. Dưa leo, dưa leo. Đây, cái gì, cái gì? Trái này không phải. Trái dưa leo nó dài, nảy tròn. Đó. Đây. Ok, đây nè, đúng rồi. Rồi, vừa tay rồi, lấy ra, vừa tay là mình lấy liền nè. Rồi, chúc mừng anh đã vượt qua thử thách 3 trái. Mời anh ra đây.
Anh Duy ơi, anh Thanh Thức đã hoàn thành xuất sắc cái phần thử thách này rồi, cho nên em được lấy phần nguyên liệu của mình rồi đó nha. Cảm ơn anh ạ. Nghe mùi thơm đúng không anh? Anh thích mùi thơm. Thích mùi thơm hả? Mùi thơm nó kích thích vị giác của mình, khứu giác xong rồi sẽ kích thích vị giác mình ăn cảm thấy ngon hơn. Dạ em xin phép làm phiền, giờ em cần lấy cà chua. Anh phải vượt qua thử thách là mang chân vịt đạp bể số bóng và tìm ra được mảnh giấy có hình logo chương trình trong ruột bong bóng bất kỳ ạ. Mời anh bắt đầu. Dạ, xin lỗi bóng nha. Vì muốn ăn ngon. Dạ. Trời. Không có cái logo nào hết. Tiếp tục nào anh. Trời. Khó vậy. Trời. 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 Khó vậy. Mình mới có chiến thuật, anh phải nhẹ nhàng thôi. Nhẹ hả? Dạ, nâng như nâng bóng vậy đó. Đúng có rồi, logo. Anh phải nhìn xem trong trái bóng cái trái nào là có khả năng có logo không thì mình mới đạp. Đúng rồi đó nè. Có không? Có đạp mà. Anh coi. Đó, cái bóng đỏ đỏ này nè. Đây hả? Ừ. Không, anh đạp cái đỏ nữa đó. Đó, có logo chương trình rồi nè. Đây. Rồi. Rồi rồi, lấy cà chua đi, lấy cà chua đi. Dạ vâng. Anh đã khỏe trở lại. Bây giờ anh tiếp tục sẵn sàng với thử thách tiếp theo chưa? Ok. Rồi. Em biết là anh rất là thích vận động cho nên là càng vận động nhiều anh càng thích đúng không ạ? Đúng rồi, anh thích lắm, anh thích đổ mồ hôi lắm. Giúp em thực hiện một cái thử thách để em lấy một cái nguyên liệu rất là quan trọng được không ạ? Em cần hủ tiếu cho hủ tiếu Mỹ Tho. Thử thách của anh là diễn tả được 5 hành động và cả tiếng kêu của 5 con vật bất kỳ để MC và hai bạn người chơi có thể đoán tên chính xác chúng. Ok, rồi anh có sẵn đến đây rồi. Rồi, câu đầu tiên nha. Rồi. Chưa chưa. Ra đây làm cho nó thông thả. Anh làm từ trong này đi ra luôn. À rồi, con này là con... Con gì? Con tại vì ảnh đẹp quá nên là em bị phân tâm á chị. Ủa em vậy luôn á hả? Vậy em vẫn thấy đẹp luôn á hả? Người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp chị. Con vịt, con vịt. Cạp, cạp, đúng rồi, làm con vịt. Con này quen lắm nè, em gặp thường lắm nè. Con gì kìa mấy bạn con ơi. Con gì em? Lại đi anh, lại đi anh. Em hang lẩu nữa đó. Dê. Yeah. Dê, yeah, con dê, thấy chưa? Một đáp án chính xác nữa. Rồi, tiếp theo. Còn thêm ba con nữa. Con thứ ba là con gà. Yeah. Không, con cúng con, rất là dễ thương. Rồi, bây giờ anh ra đây làm con cuối cùng nào. Con nào thật là đáng yêu mà anh cảm thấy là tự tin nhất nè. Con gì vậy? Ok, đúng nha, con mèo ngoan nha. Mèo ngoan. Bây giờ anh Duy em được sử dụng phần nguyên liệu của mình rồi đó. Cảm ơn anh, chúc mừng anh đã được ăn hủ tiếu. Yeah, mừng quá. Hai bạn ơi, hai bạn còn một thử thách gì cho anh chàng đẹp trai? Dạ, em. Nữa hả? Anh đỡ mệt chưa anh? Sẽ không đỡ đâu, nhưng mà sẽ cố gắng. Em cần đậu hũ, nhưng mà chương trình chỉ để em cái dĩa có ghi chữ đậu hũ thôi. Cho nên là anh cần vượt qua thử thách để em lấy đậu hũ thật ạ. Thử thách gì nữa? Vật dụng gia vị mà người chơi đang cần, hãy sáng tạo ra một câu thả thính với người chơi. Nãy em vô là đứng hình rồi, bây giờ anh phải thả thính nữa hả? Mà liên quan tới cái vật liệu đó là đầu hũ nữa nha, chứ không phải là thả thính không không đâu á. À... Trời. Đầu hũ hả? Dạ. Em đầu hũ nấu bún rượu cua. Anh cua xe thế. Em cua không nào? Xỉu luôn chị ơi. Em xỉu luôn hả? Dạ. Rụng rồi. Chưa đủ cua tê hả? Nữa nha. Đủ rồi anh, đủ rồi anh. Đủ dư để cho em nó nấu ăn. Thì cũng em bất ngờ với anh á. Anh Thức, anh em biết nhau bao nhiêu năm mà chưa bao giờ được một câu thả mà ngọt ngào như vậy mà mới đưa ra thử thách cái đậu hũ cái ra liền luôn. Ngại dạ, quá, bây giờ quá. Anh ơi, chưa xong, mình đi lấy đậu hũ cho các bạn nữa. Anh mới thả thính sao mà tự anh đi, anh bị dính thính hay sao đó. Thôi đi là mình lấy đậu hũ với lấy thính luôn. Ngại quá.
quý vị, bây giờ trên bếp của chúng tôi đã có sẵn sàng hai món ăn và là thành quả của sự nấu nướng của hai bạn nữ nãy giờ và thành quả thả thính của anh Thanh Thức. Chắc ăn lát dính thính luôn quá. Bây giờ mình đến phần anh thưởng thức hai món ăn này rồi đó. Dạ, anh muốn thưởng thức món nào trước? Bún riêu cua hay là hủ tiếu Mỹ Tho? Thật ra là hai món này cũng có công sức của anh nãy giờ để phụ cho hai bạn để hoàn thành hai món đúng không? Thì anh sẽ ăn một cách không kiềm chế nha. Dạ, anh không cần kiềm chế đâu anh. Anh sẽ thử món hủ tiếu Mỹ Tho trước nha. Rồi, em mời anh. Lấy ra chén ăn anh à. Cảm nhận của anh thế nào? Hủ tiếu vừa chín tới có vị dẻo của bột nếp, đậm đà của cái nước. Anh nước gì bây giờ? Mọi người biến mất 5 phút cho anh ăn hết tô hủ tiếu này. Không, là của anh hết á anh. Nhưng mà mình uống miếng nước để mình thử thêm chút bên này rồi mình quay trở lại nha. Một món gợi nhớ nhiều ký ức tuổi thơ quá. Anh đang ăn mà em cứ nhìn vậy anh ngại. Em đang suy nghĩ là cái món này ngon hay dở là nhờ vào cái thính của anh á. Thính anh có đủ mạnh không thì nó ngon, mà thính mà không dính là nó dở lắm á. Cái vị nó thấm vô miếng đậu hũ luôn á nha. Nhờ miếng thính mà nó thấm quá ha. Rồi sau khi thưởng thức cả hai món ăn thì anh cho một vài ý kiến nhận xét về cả hai món nha. Hủ tiếu Mỹ Tho thì rất là đúng chất miền Tây, ăn hơi ngọt. Và nấu xương với hủ tiếu nó có độ hơi mềm nhẹ. Tại vì nấu hủ tiếu phải hầm cái xương kỹ một chút xíu thì nó ra cái nước ngọt thì nó mới bắt vô cái hủ tiếu được. Quan trọng là cái nước dùng đúng không anh? Còn bún riêu cua rất là đặc biệt, rất ngon. Thì bây giờ mình có thể so sánh luôn hai món. Dạ đúng rồi, bây giờ anh phải đưa ra quyết định xem là hai món này thì món nào anh cảm thấy ngon hơn. Một trong hai bạn nấu món đó thì sẽ được giành chiến thắng. Thật ra cái anh cũng thích bún riêu nhưng mà cái nước hơi bị lạc. Tại vì để thêm mắm nêm vô nữa. So với ăn hai món thì cái vị của anh lại nghiêng về hủ tiếu Mỹ Tho hơn. Vậy là anh quyết định phần thắng ngày hôm nay sẽ thuộc về đây, món anh sẽ thích hủ tiếu Mỹ Tho. Hủ tiếu Mỹ Tho. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời anh Thanh Thức và hai bạn ra trước sân khấu nha. Với một sự ưu ái dành cho món hủ tiếu Mỹ Tho đúng không? Thì anh Thức đã giành phần chiến thắng về cho bạn anh Duy. Xin mời anh trao giải thưởng cho bạn. Chúc mừng Duy. Một cái món mà làm cho anh rất là nhớ về tuổi thơ của mình. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Sorry Hà, thật ra Hà nấu cũng rất là ngon, rất là đặc biệt. Nhưng mà tại vì đây là cái chính kiến chủ quan của anh thôi. Dạ, không phải mình nấu không ngon mà là nó sẽ hợp với từng người và từng thời điểm. Dạ, nữa. Dạ, em hiểu. Em nấu ăn ngon lắm. Dạ. Nhưng mà lần sau mình bớt dính thính lại chút thì mình sẽ dễ thắng hơn ha. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Thanh Thức đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao trong ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã mến mộ anh Thanh Thức và đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành tình yêu thương và theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.